sexy rồi, trưng tinh 7 màu luôn nha. Phần phô đẹp keng. Để trưng dòng 150 nó. Vâng, xin chào tất cả các bác. Để trước mấy các bác một con âm ly khá là hot của hãng Marang. Marang Mỹ, Marang 1150. Em này thì rất là mạnh nha các bác, chuyên trị những dòng loa Mỹ sạc Queen Vega. Những dòng mà loa Mỹ như Ribe sạc Queen Bass 40 thì đây là một đối tác Gibb sạc Queen Bass 40 rất là hay các bác. Tiếng của nó thì cực kỳ mạnh và bạo lực. Nãy ở ba giải các bác có thể căn chỉnh được tiếng giải bass mid chép luôn nha. Ở phân khúc này những con âm ly Marang được tích hợp những cái phần chỉnh giải mic này, có nghĩa là can thiệp vào lời ca sĩ. Chơi hai cặp loa ABA cộng B 1150 nổi tiếng về lực đánh và cũng như là tiếng kíp loa cực kỳ dễ dàng, không kén loa, đánh thoải mái như dòng bass 40, trở kháng là 4-16 ohm. Những dòng loa sạc Queen Vega D9 rồi các bác, AT15 rồi, những con 150 kíp vào đánh rất là hay, càng đét luôn. 1150 là những sản phẩm của Mỹ nha các bác, răng Mỹ nên kíp những dòng loa Mỹ và kể cả những dòng loa Nhật như là 180A 933 rồi, đánh rất là tốt. Bioner, đây là con 1150 vỏ gỗ zinc về nha, vỏ gỗ zinc nha, vỏ gỗ zinc theo máy. Giá hiện tại em đang giao các là 15.500.000 đã bao gồm phí ship rồi nha. Cần đối giá là tốt nhất để có thực sự một con amply 1150 đẹp không tì vết luôn nha, đẹp không tì vết nha, vỏ gỗ zinc theo máy, giá là 15.500. Máy bao zinc tuyệt đối hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng, chỉ việc cắm đúng điện 100V cho bác. 110, con này chạy 110 nha, hàng nội địa. Tất cả núm rung sang tròn, chỉnh 3 giải các bác can thiệp được thoải mái vào lời ca sĩ nha. Có thể can thiệp vào những giải mic, đúng không? Mà những âm ly tầm tiền của hãng khác thì không có cái chỉnh mic đâu các bác. Chơi Ribe nhưng dòng 4312, 4425 vân vân đều đánh rất là căng. Nói chung em này thì đánh bass 30-40 là gọi là vô tư nha các bác. 1150 thì rất là khỏe, nó khỏe hơn cả 1250 luôn nha. Về lực đánh thì nó hơn hẳn 1250 nha các bác. 1250 là phiên bản của Nhật sản xuất, còn ở đây là phiên bản của Mỹ. Gibb L100 Canterbury cũng rất là tốt, nhưng mà các bác thích nghe tiếng uy lực, nảy tiếng bass khỏe thì các bác lựa chọn 1150 nha. Đây là em nó đã ra khỏi cái vỏ gỗ, các bác có thấy độ nét này. Đấy, mạch nó mạch phay nha, mạch phay xước rất là đẹp nha. Vỡ ốp gỗ ra thì các bác sẽ thấy một cái nắp sắt bằng thép nha các bác, bằng thép. Em sẽ mở cái nắp đây thì các bác cùng xem độ đẹp của máy, còn 7 màu luôn nha. Vâng, đây là nội thất bên trong của con 1150. Phía trong này là phần bo chỉnh hệ thống bát trép rồi các bác, được bảo vệ trong này. Nó chạy sò Motorola F nha các bác, rất là hay. Những con Marang mà chạy sò Motorola các bác biết rồi, cực kỳ chắc đây. Sò ép Motorola nha. Đây. Sò ép Motorola. Đây, sexy rồi, trưng tinh 7 màu luôn nha. Phần phô đẹp keng. Để trưng dòng 150 nó có hệ thống lọc công suất các bác, nên là các bác nghe những con này tiếng nó nét á. Và lên 1150 vẫn sử dụng cấu hình kiểu như thế này, vẫn là sử dụng lọc công suất các bác. Nhưng mà 1150 thì nó thiên về uy lực hơn. Còn 1250 thì thiên về độ high end nhẹ nhàng. Nên là các bác nghe 1150 nó nảy tiếng và lực hơn 1250 khá là nhiều. Nhiều nên là 1150 rất là dễ ghép loa. Chơi loa Nhật, loa Âu, loa Mỹ đều tốt hết. Kể những dòng bass 40 là đánh vô tư, căng đét luôn nha các bác. Nhiều bác và bác là tìm những con này mà chơi với những sạc Queen Vega này, AT15, D9 rồi các bác. Còn những cặp sạc Queen bass 30 là gọi là vô tư rồi. Còn những cặp 40 nó vả là nghi sướng lắm. Căng, tiếng bass nảy nghi đã, như sấp. Rồi, video đến đây là kết thúc. Thì đây là con 150 rất là mới nha, cực kỳ xuất sắc luôn. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em nha. Giá 15.500, hiện tại giá rất là tốt. Các bác sở một con amply 150 rất là đẹp.